Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, thì cuối cùng Nguyễn Phú Trọng đã lựa chọn đối đầu với nhân dân theo cách một mất một còn. Cách đây hai hôm, trong buổi làm việc trong Bộ Chính trị với Quân ủy Trung ương, Nguyễn Phú Trọng có nhấn mạnh là phải nghiêm trị những ai đi ngược lại với đường lối của Đảng. Thông điệp đó là ấn định cho bản án mà ngày hôm qua tòa án đã tuyên cho Đồng Tâm. Bỏ qua những yêu cầu từ nhân dân giới thiệu giới luật sư và phải thực nghiệm lại hiện trường của vụ án, các luật sư đã chỉ ra những điểm mâu thuẫn cần làm rõ từ chiến dịch mang bí số 419A, PV01, PV02, MP. Tại sao gọi là tranh chấp đất quốc phòng, nhưng khi hỏi tại tòa thì chủ tọa phiên tòa trả lời là Bộ Quốc phòng không có liên quan. Tại sao sân bay Miếu Môn cách làng Hoành, nhà của Cục Kình 3 km, sự việc tranh chấp ngoài đó lại đem súng ống, xe thiết giáp, khí tài quân sự về một ngôi làng quê và nửa đêm nổ súng giết người, và hàng loạt những điều bí ẩn về cái chết của ba sĩ quan công an, nguồn gốc của những quả lựu đạn. Bỏ qua những vấn đề cốt lõi để làm sáng tỏ thêm về cái đêm kinh hoàng ấy, tòa án cộng sản đã bất chấp tuyên một bản án man dợ mà không có căn cứ, không theo tiến trình tố tụng, quyết tắm máu thêm một lần nữa với hai người vô tội. Hành vi chu di tam tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay đó là tội ác và trời không dung đất không tha, cũng không thể tha thứ được cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Lật đổ chế độ thực dân phong kiến, nhưng thực dân phong kiến vẫn tuyên một bản án thấu tình đạt lý và giải quyết tận gốc rễ do những mâu thuẫn khởi phát từ luật đất đai. Thực dân phong kiến đã sửa sai trong vụ đồng nọc nạng. Thế mà người Cộng sản hôm nay, Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo một đất nước gọi là thiên đường ưu việt, mặt trời tỏa sáng trên đầu đất nước, đâu chẳng thấy, người dân chỉ thấy máu và nước mắt nhuộm đỏ cả bầu trời, bởi cách hành xử của giới cầm quyền Cộng sản Việt Nam không phải vì dân, không thuộc về dân trong câu chuyện đất đai. Rồi đây, trên lãnh thổ Việt Nam, ai sẽ tin rằng đất nước này đang bình yên? Bình yên kiểu gì mà nhà cầm quyền đem xe thiết giáp 3.000 quân trong đêm đột kích một làng bình yên ở ngay thủ đô Hà Nội, mà bất chấp sự lên án của người dân, Đảng Cộng sản đã không nhận thấy cái sai trong khi cho phép tự do lấy đất đai khi mà nhân dân đang có quyền sở hữu, mà không phải là đất tư hữu mà là đất sở hữu toàn dân. Để khi sự tham lam của quan chức nảy sinh và tìm cách cướp cho bằng được, gắn cho nạn nhân bằng những mỹ từ khủng bố chống lại đường lối của Đảng. Đau đớn thay nạn nhân như dân làng Đồng Tâm, họ hoàn toàn tin Đảng. Với sự ngạo mạn của chế độ, sự say mê quyền lực, một cách sắt máu, người Cộng sản sẽ tiếp tục tắm máu khắp nơi trên quê hương. Sự thề lương đau khổ của bao số phận người dân Đồng Tâm hôm nay đã thua bọn cầm quyền vì chúng có súng ống, chỉ vì miếng đất có giá trị hàng tỷ đô la. Hôm nay Đảng Cộng sản đưa dân ra tòa tắm máu đồng bào. Đảng Cộng sản, kẻ cầm quyền Nguyễn Phú Trọng sẽ phải ra đứng trước phiên tòa của lịch sử để trả giá cho những gì mình đã gây ra. Nguyễn Phú Trọng và bè lũ của Đảng Cộng sản Việt Nam có chủ trương không nổ súng với giặc, cho dù giặc bắn Đại Bác, Đảng ông ta cùng lắm thì bắn sang đáp trả bằng tình hữu nghị. Vậy mà đồng bào đồng chí với nhau, chỉ vì tranh chấp đất đai mà Nguyễn Phú Trọng đem súng ống, xe thiết giáp về nã đạn không thương tiếc. Sau này khi lịch sử xét lại các nguyên nhân dẫn đến sự tan rã của chế độ Cộng sản Việt Nam, nếu ông Trọng còn sống hãy nhớ lấy, Đồng Tâm là một trong những nguyên nhân ấy. Quyền lực sinh ra trên họng súng, nhưng những kẻ cầm súng thường sẽ chết vì súng. Tôi tin là như vậy. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, ngày 14 thì tòa đã tuyên án. Thứ nhất là Lê Đình Công tội tử hình, bị Viện Kiểm sát đề nghị tử hình. Thứ hai, Bùi Viết Hiểu 16 năm tù, bị đề nghị 16 đến 18 năm tù. Nguyễn Văn Tuyển 12 năm tù. Lê Đình Chức tử hình. Trước đó thì có đề nghị án là tử hình. Lê Đình Doanh trung thân, và trước đó thì được đề nghị là trung thân. Nguyễn Quốc Tiến 13 năm tù, trước đó là 16 đến 18 năm tù cùng với tội giết người. Nguyễn Văn Quân 5 năm tù, bị Viện Kiểm sát đề nghị 6 đến 7 năm tù. Lê Đình Uy 5 năm tù, bị Viện Kiểm sát đề nghị 6 đến 7 năm tù. Lê Đình Quang 5 năm tù, bị Viện Kiểm sát đề nghị 6 đến 7 năm tù. Bùi Thị Nối 6 năm tù, bị Viện Kiểm sát đề nghị 4 đến 5 năm tù. Bùi Thị Đục 3 năm tù treo, bị Viện Kiểm sát đề nghị 3 đến 4 năm tù. Nguyễn Thị Bét 3 năm tù treo, bị Viện Kiểm sát đề nghị 3 đến 4 năm tù.
Trần Thị La 3 năm tù treo bị viện kiểm sát đề nghị 3 đến 4 năm tù. Nguyễn Thị Lụa 3 năm tù treo bị viện kiểm sát đề nghị 2 đến 3 tháng đến 3 tháng đến 3 năm tù. Bùi Văn Tiến 5 năm tù bị viện kiểm sát đề nghị 5 đến 6 năm tù. Nguyễn Văn Dự 3 năm tù bị viện kiểm sát đề nghị 3 đến 4 năm tù. Lê Đình Quân 5 năm tù treo bị viện kiểm sát đề nghị 4 đến 5 năm tù. Bùi Văn Niên 3 năm tù treo bị viện kiểm sát đề nghị 2 đến 2 năm 6 tháng tù. Bùi Văn Tuấn 3 năm tù bị viện kiểm sát đề nghị 3 đến 4 năm tù. Trịnh Văn Hải 3 năm tù viện kiểm sát đề nghị 4 đến 5 năm tù. Nguyễn Xuân Điều 3 năm tù treo bị viện kiểm sát đề nghị 3 đến 4 năm tù. Mai Thị Phần 30 tháng tù treo. Đào Thị Kim 24 tháng tù treo. Lê Thị Loan 30 tháng tù treo. Nguyễn Văn Trung 18 tháng tù treo. Lê Đình Hiển 15 tháng tù treo. Bùi Viết Tiến 15 tháng tù treo. Nguyễn Thị Dung 15 tháng tù treo. Trần Thị Phượng 15 tháng tù treo. Trong số 29 người bị đưa ra xét xử có nhiều người là thành viên trong gia đình như Lê Đình Công 56 tuổi và hai con trai là Lê Đình Doanh 32 tuổi, Lê Đình Uy 27 tuổi. Em trai cùng cha khác mẹ là Lê Đình Chức 40 tuổi. Hai anh em Nguyễn Quốc Tiến tức Tiến Mạ và Nguyễn Văn Quân tức Quân Mạ đều 40 tuổi cùng vợ Nguyễn Quốc Tiến và Đào Thị Kim, vợ chồng Trần Thị Phượng 36 tuổi, Bùi Văn Tiến 41 tuổi, mẹ con Bùi Thị Đục và Nguyễn Văn Trung 32 tuổi. Đây là hành vi tru di tam tộc của một chế độ bất nhân trong thời đại hiện nay. Đây là bản mặt của bọn Đào Phủ. Các vị nhớ lấy tên và mặt của chúng. Thứ nhất là thẩm phán chủ tọa phiên tòa Trương Việt Toàn, thẩm phán Nguyễn Xuân Văn, hội thẩm nhân dân Phí Văn Nghi, Ngô Thị Yến, Nguyễn Hồ Phong, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội Lại Việt Đông và Nguyễn Hoàng Giang. Thực tế, quá trình xét xử cho thấy là các cơ quan tố tụng chỉ tập trung vào hành vi của các bị cáo để xử lý mà không xét đến những hoàn cảnh đã đẩy đưa nhóm người này đến với tội chống đối. Hội đồng xét xử cũng không xét đến những yếu tố về lệnh điều động hay phương án bố giáp bắt giữ không hợp lý của cấp chỉ huy đã góp phần dẫn đến hệ quả của tội phạm. Bằng lối giải quyết như vậy thì sẽ khiến cho việc giải quyết vụ án không được khách quan toàn diện và đầy đủ như bộ luật tố tụng hình sự đòi hỏi và không giúp chỉ ra được để khắc phục nguyên nhân điều kiện dẫn đến tội phạm. Ngoài ra thì sẽ không giúp nâng cao chất lượng của công tác huấn luyện và đưa ra mệnh lệnh sẽ đặt để cho các chiến sĩ vào tình trạng rủi ro trong những việc về sau. Về phía người dân thì chúng ta sẽ không lựa chọn góc nhìn hạn hẹp như vậy mà cần thấy rằng đằng sau vụ án Đồng Tâm là rất nhiều vấn đề bất cập về chính sách pháp luật đất đai cũng như tổ chức bộ máy nhà nước, đòi hỏi một sự hiệu chỉnh thay đổi kiến tạo môi trường pháp lý an toàn. Vụ Đồng Tâm là hệ quả của những bất cập trong chính sách quản lý đất đai, bất cập trong tổ chức chính quyền nhà nước, bất cập trong đường lối quản trị quốc gia. Ngày hôm nay là Đồng Tâm, ngày mai có thể là cộng đồng dân cư khác hay một tập đoàn doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Cho nên để đảm bảo nền pháp quyền chuẩn mực đúng đắn, dù cho kết quả bản án Đồng Tâm hôm nay có như thế nào thì chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực dựng xây. Thứ nhất, chúng ta cần tiếp tục thúc giục áp lực nhà nước sửa đổi chính sách pháp luật về đất đai, công nhận quyền sở hữu của người dân đối với đất đai, củng cố vững chắc quyền tư hữu và quyền sở hữu tài sản của người dân, rà soát sửa đổi bãi bỏ những chế định pháp lý xem nhẹ quyền sở hữu, dễ dàng trưng mua, trưng dụng thu hồi tài sản của dân. Việc này cần làm để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, nền kinh tế sẽ không phát triển thịnh vượng khi quyền sở hữu tài sản không được củng cố vững chắc. Thứ hai, chúng ta cần thúc giục nhà nước cải cách thể chế, nâng cao quyền hạn của ngành tòa án và tòa án có đủ khả năng thực thi công lý, góp phần tích cực cho quản trị quốc gia. Các vụ việc tranh chấp giữa người dân hoặc cộng đồng dân cư với chính quyền, các cấp hoặc kể cả với chính phủ đều sẽ phải được giải quyết bởi ba tòa án. Thay vì cơ quan nhà nước sử dụng quyền lực hành chính để áp đặt lối giải quyết các tranh chấp vướng mắc có liên quan đến mình. Thứ ba, thúc giục nhà nước xây dựng củng cố chính quyền dân sự, tiết giảm vai trò ảnh hưởng của ngành cảnh sát để hòa hợp với đời sống xã hội dân sự và kinh tế thị trường. Nhà nước cần đặt nền móng cho các hoạt động bằng lối nhận thức tư duy, duy lý và coi trọng các hoạt động đối thoại, thương lượng, hòa giải thay cho các hoạt động sức mạnh cưỡng chế mệnh lệnh.
Thực tế thì nhà nước lâu nay cũng đã nhận ra vấn đề cần phải cải cách sửa đổi, nhưng quyết tâm không nhiều và bước tiến, bước lùi, tiến bộ rất chậm chạp và mà trong thời gian đó nhiều sự vụ dẫn đến xảy ra trong đời sống, tính mạng và tài sản của nhân dân bị rủi ro. Cho nên qua vụ Đồng Tâm này, nhà nước nên coi đây là một hồi chuông báo động, một minh chứng cho thấy là nhu cầu khẩn trương cấp bách về những giải pháp chính sách cải cách đột phá cho phát triển. Thưa quý vị và các bạn, vụ Đồng Tâm tạo nên bao cảm xúc đau thương, căm phẫn từ hai bên. Chưa bao giờ có một vụ án mà cảm xúc của dân chúng phân làm hai thái cực như vậy. Và đây là một điều bất hạnh cho dân tộc, nó sẽ còn ám ảnh dân tộc Việt Nam trong nhiều thế hệ nữa. Một bài học đau đớn, một khoảnh khắc đen tối, một vết thương sâu hoắm chém vào lòng dân tộc Việt này. Nó sẽ nhức nhối cả trăm năm nữa. Nếu bạn là một nhà văn, một nhà báo, một nhà lịch sử, văn hóa hay xã hội học, ngày hôm nay bạn không thể hiện điều gì trước những việc đã xảy ra ở Đồng Tâm, bạn sẽ chẳng là gì cả. Con cháu của bạn sau này khi xem lại vụ án Đồng Tâm, nó sẽ hỏi bạn có thể hiện gì khi đó. Con của bạn sẽ nói dối với các cháu nội của bạn rằng lúc đó ông nội, bà nội, ông ngoại đang công tác du lịch làm ăn ở đâu đó, không biết chuyện này. Vì bạn mà con bạn nói dối cháu nội của bạn để tránh cho bạn tiếng hèn nhát của kẻ sĩ thời Cộng sản cai trị. Thế cũng nhục, nhưng nhục thế còn đỡ hơn nếu bạn là người viết không khách quan, viết để phục vụ cho sai trái của kẻ cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã gây ra. Tôi không phải là người viết chuyên nghiệp, trời cho tôi đam mê là viết. Có thể ngôn từ, cấu trúc, ý tứ của tôi thể hiện không được trải chuốt như người khác. Viết hôm nay chỉ đơn giản sau này cháu nội tôi có khi nào đó tìm hiểu về cội nguồn, gặp vụ án Đồng Tâm, cháu tôi thấy ông nội nó ngày đó đã thể hiện quan điểm gì. Bài này tôi viết về những liệt sĩ gia đình, những liệt sĩ đã hy sinh ở Đồng Tâm, đặt giả thiết họ bị chết thật. Thiên hạ nghĩ gì về những hy sinh của anh hùng? Lịch sử đánh giá thế nào về những anh hùng lực lượng vũ trang? Đầu tiên là những anh hùng hy sinh bảo vệ Tổ quốc, chống sự xâm lăng của kẻ thù từ nước khác đến. Sau nữa là những anh hùng dũng cảm trước những tên tội phạm nguy hiểm giết người cướp của. Rồi kế đến là những anh hùng hy sinh để cứu tính mạng đồng đội, người dân trong thiên tai, trong tai nạn. Có thứ anh hùng nào trong đoàn quân mấy nghìn lính tinh nhuệ trang bị đến tận răng, có kế hoạch bài bản xông vào một ngôi làng trên chính đất nước của mình, xả súng tấn công người dân, rồi ba người lính bị dân hạ chết thảm thương, thành anh hùng hay không? Anh hùng lấy ít chọi nhiều, anh hùng trong khoảnh khắc gian nan vượt lên hoàn cảnh một cách phi thường, thế mới gọi là anh hùng. Anh hùng mấy nghìn quân trang bị kế hoạch chiến đấu chuẩn bị kỹ từ những chỉ huy mang hàm giáo sư, tiến sĩ đi tiến công những nông dân toàn ông già, phụ nữ rồi bất cẩn chết mà thành anh hùng. Như thế hỏi có thấy xứng đáng cái danh hiệu đó hay không? 29 người dân Đồng Tâm bao gồm ông già lẫn phụ nữ đã bị bắt bởi ít nhất 3.000 lính chiến chuyên nghiệp. Một trọi trăm trên súng tiểu liên, bên dạo gậy xô thơ, thô sơ. Và nếu có thật trận giao tranh như thế, khách quan mà nói, những ai là anh hùng? Những thân nhân của gia đình ba người liệt sĩ đã hy sinh tại Đồng Tâm kia, họ sẽ tự hào với nhân dân cái chết của thân nhân của họ được bao nhiêu lâu? Người ta nói có vẻ xót xa thương nhưng pha lẫn tự hào rằng người thân của họ đã hy sinh ở Lào Cai, Lạng Sơn năm 1979, hy sinh ở biên giới Tây Nam, người nghe sẽ ngậm ngùi và đồng cảm. Nhưng nếu kể người thân của họ hy sinh anh dũng ở Đồng Tâm, địa danh cách thủ đô Hà Nội vài chục cây số vào thời hòa bình, ổn định, chắc chắn người nghe sẽ ớ người hỏi, ông anh bác ấy hy sinh như thế nào, đánh nhau với ai, đánh thế nào mà được phong anh hùng? Bạn sẽ trả lời là, có một đám khủng bố, một đám nổi dậy, một đám định lật đổ chế độ. Người ta sẽ hỏi đám đấy là ai, chúng như thế nào, chắc chắn sẽ là thế, vì xưng danh anh hùng mà cụm từ khủng bố kích thích tính tò mò của người đời lắm. Chả thế mà phim hành động Mỹ luôn được đón xem. Bạn càng tô vẽ kẻ địch thêm bao nhiêu thì càng khiến cho người ta tò mò bấy nhiêu, rồi họ sẽ ngạc nhiên và đi tìm hiểu. Nếu họ hỏi những người xung quanh để biết thêm, tỷ lệ may mắn
cho bạn chỉ là 10% là nhiều. Đó là họ hỏi bọn tổ trưởng dân phố, bọn bí thư khu phố, bọn đoàn viên. Còn 90% họ gặp phải những người dân thường, những người ấy sẽ trả lời giáo hoành. Ôi giời, khủng bố, lật đổ mẹ gì đâu. Có mấy người nông dân bị chính quyền cướp đất để làm đất thương mại, giả danh nghĩa đất quốc phòng để cướp. Dân người ta không chịu, đưa mấy nghìn quân vào trấn áp, thế là ngã xuống hố chết. Chuyện thực sự có thế thôi. Thưa các bạn, cả hai luồng dư luận của vụ Đồng Tâm, có bạn nào chú ý đến nỗi đau của thân nhân những người sĩ quan đã chết tại Đồng Tâm hay không? Nếu bạn chú ý đến, các bạn sẽ thấy chính họ cũng đau đớn, uất hận muôn vàn. Cái danh anh hùng được Chủ tịch nước truy tặng cho thân nhân của họ, nếu chính là dấu vết của người đời thắc mắc về cái chết của thân nhân họ nhiều hơn. Thà không có cái danh hiệu ấy, chỉ đơn giản là hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, phong tặng liệt sĩ là xong. Chứ phong anh hùng chuyện thành to lắm, chuyện ấy kéo dài cả mấy đời người ta còn nhắc đến. Mà dân ta thích nghe chuyện anh hùng, có việc gì họ lại muốn nghe một cách hào hứng. Liệu thân nhân ba chiến sĩ công an chết ở Đồng Tâm kia, họ có hào hùng được không? Và khi kể về cái chết của thân nhân họ, việc phong anh hùng của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng theo đề xuất của Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc đầy vội vã là nhằm mục đích che giấu những sai phạm của những kẻ lãnh đạo cao cấp, những kẻ ngu dốt về chiến lược, chiến thuật, những kẻ độc tôn. Chúng lấy danh hiệu anh hùng để bịt miệng mọi thắc mắc về cuộc đàn áp đầy ngu xuẩn do chúng chỉ đạo. Hành động phong anh hùng cho những liệt sĩ, sĩ quan bị chết ở Đồng Tâm của Bộ Chính trị Việt Nam sẽ không làm giảm đi nỗi đau cho thân nhân của những người sĩ quan bị chết. Trái lại, nó là một thứ xiềng xích, một vết đau nhức nhối không bao giờ lành trong lòng nhân dân của người đã chết. Rồi sau này những thân nhân người đã chết ấy, họ có lẽ chẳng mang cái danh hiệu anh hùng ấy ra làm gì, vì càng mang ra thì người ta càng hỏi. Càng hỏi, người ta càng thấy sự trớ trêu. Chưa kể cái chết khuất tất đến nỗi nhiều người còn nói là giả mạo, người ta đàm tiếu dị nghị, người ta bàn bạc mổ xẻ đủ mọi góc độ. Nỗi đau của thân nhân ba sĩ quan chết ở Đồng Tâm không chỉ là nỗi đau mất đi vĩnh viễn người thân, nỗi đau như thế chỉ kéo dài chục năm, nhưng nỗi đau khắc khoải và dai dẳng nhất là nỗi đau về cái cách mà người thân của họ đã mất đi như thế nào. Nó khắc khoải và kéo dài bởi cách mà họ đã chết như thế nào. Cái đó thuộc về lịch sử. Thưa quý vị và các bạn, Đồng Tâm giữa vòng tròn bất tử. Năm 1960, tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Hồ Chí Minh tuyên bố rằng với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng Đảng ta thật là vĩ đại. Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng đầu năm đã nói rằng với tất cả sự khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có thể nói rằng Đảng ta thật là vĩ đại, nhân dân ta thật là anh hùng. Vừa trải qua một cuộc cải cách ruộng đất, sát hại hơn 170.000 người, Hồ Chí Minh đấu tố những ân nhân của mình trước đó và từng một lòng trung thành tin tưởng vào cách mạng, đem hết tiền bạc của cải ra cho cách mạng, để rồi bị chính cái gọi là cách mạng, cắt mạng những ân nhân đó. Rồi ông ta gọi Đảng ta là vĩ đại. 60 năm sau, Nguyễn Phú Trọng, nhân dân cách mạng để cắt mạng đồng chí lão thành của Đảng mình, từng tuyên bố một lòng trung thành với tư tưởng của Đảng. Sát hại cụ Kình xong, 20 ngày sau, ông Trọng tuyên bố rõ to rằng Đảng ta thật là vĩ đại, nhân dân ta thật là anh hùng. Hôm nay, đem con cháu của lão thành Lê Đình Kình ra đấu tố trên tất cả các phương tiện truyền thông, kết thúc bằng bản án bằng cách tru di tam tộc. Bà Cát Hành Long và cụ Kình cách nhau một thế kỷ, ấy vậy mà số phận không khác nhau là mấy. Hôm nay, mây đen vần vũ trên bầu trời Hà Nội và Sài Gòn, phải chăng ông trời cũng thấu cảm nỗi oan khiên ở Đồng Tâm? Những người nông dân chất phát, họ là những người lương thiện, họ chỉ biết làm nông. Với người nông thì canh tác là sự sống, là máu và nước mắt phải chảy qua bao đời gắn bó với đất. Khi đất lên giá, bọn quan tham đã dắt tâm cướp cho bằng được. Cụ Kình và người dân Đồng Tâm đã chọn cách đấu tranh ôn hòa hòng giải quyết sự tranh chấp khi sự việc xảy ra. Nhưng hết lần này đến lần khác, cho tới ngày xe thiết giáp và hàng ngàn quân kéo về, chế độ Cộng sản chưa bao giờ đối thoại với người dân Đồng Tâm, dù chỉ một lần cho ra lẽ. Cụ Kình và người dân Đồng Tâm sẽ đi vào lịch sử vì hình ảnh nông dân đấu tranh bằng con đường pháp lý và thái độ không khoan nhượng với bọn cường hào ác bá Cộng sản.
cụ và dân làng xứng đáng là anh hùng vì đã làm cho cường quyền phải thua lý lẽ. Cách hành xử man dợ của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong rạng sáng 9 tháng 1 năm 2020 là một minh chứng cho thấy lẽ phải nó không nằm trên luật pháp mà trên nòng súng. Cụ Kình đã hy sinh, dân làng Đồng Tâm đã bị khuất phục bởi bộ máy đàn áp của chế độ. Nhưng những hành động phản kháng ôn hòa cùng với sự quyết tâm bám đất không khoan nhượng ấy sẽ tiếp thêm lửa cho khắp nơi trên đất nước Việt Nam, nhất là những nông dân. Mà sắp tới, có lẽ là họ sẽ bị nhà cầm quyền đưa lên đoạn đầu đài. Cụ và dân làng đã cho đồng bào thấy bộ mặt kinh tởm của chế độ tự xưng thật là vĩ đại. Cuộc va chạm đẫm máu ở Đồng Tâm sẽ được lịch sử nhắc mãi, không chỉ sự tàn ác, man dợ của chế độ Cộng sản, mà là vì sự kiên cường, hào khí Đông A. Cụ Kình biết sẽ nguy hiểm, sẽ mất mạng sau lần bị công an Hà Nội đánh gãy chân, nhưng vì bà con dân làng, tình yêu quê hương và đồng loại, cụ quyết đấu tranh đến hơi thở cuối cùng. Dù cụ đã mất, nhưng tinh thần đó vẫn còn sống mãi trong lòng dân tộc. Hôm nay khắp nơi lòng người đã khóc cạn nước mắt vì bản án tòa tuyên, trời cũng tuôn mưa. Nhân dân ở bốn phương trời, trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, họ tỏ ra phẫn nộ vì bản án bất công của tòa tuyên cho những người vô tội. Khó mà quên giây phút cụ Kình xuất viện trở về, được cả dân Đồng Tâm đến chúc mừng, bao giọt nước mắt của người dân làng đã rơi khi thấy cụ. Cả nước hướng về Đồng Tâm như thủ nhu thầm rằng, mong Đồng Tâm chiến thắng trong cuộc đấu tranh ấy. Ngày hôm nay thì công lý đã bị gục trước họng súng của chế độ đương quyền. Chế độ tuyên truyền cụ Kình và những người dân ra tòa hôm nay là khủng bố, nhưng tôi chưa thấy một tên khủng bố nào được dân lập bàn thờ khi mất, được nhân dân khóc tiếc thương như cụ Kình cả. Vì sao vậy? Vì Đồng Tâm ở giữa vòng tròn bất tử, vòng tròn ấy chính là nhân dân, chính là lòng dân. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.